cái điều bất ngờ là khi mà gặp cô thì cổ cho biết là cổ bây giờ là 59 tuổi rồi. Có cái chuyện là mẹ sẽ next thứ ba, nhưng mà phụ gấp á, cho nên á là chúng tôi á thì mọi người biết rồi, cái tạp chí Liên Tâm á mục đích để phát triển trong cái chuyện mà giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có nghĩa là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho toàn dân. Và khi mà chăm sóc sức khỏe ban đầu á thì phải tìm ra một cái phương pháp nào mà có khả dĩ, mà không dùng thuốc mà vẫn có thể bảo đảm được sức khỏe, bảo đảm được cái là không có bệnh tật. Thì may mắn á là hôm nay chúng tôi gặp được chị Tuyết và nghe chị kể lại, chị là người thực hiện vô tình thôi.